cái lý do mà mình rất ít khi mua giày online mà của shop trong nước, đấy chính là không có size 40. Thường thì mình sẽ tìm những cái shop quốc tế như thế này, nó sẽ vừa đa dạng mẫu mã mà lại có tới size 40, thậm chí là 41-42 nữa cơ. Và thường thì mình sẽ tìm những cái mẫu mới nhất và xinh nhất để review cho mọi người xem. Như cái mẫu giày búp bê này này, nhìn cưng xỉu luôn, mũi tròn với cả đế bằng nên là đi lại thoải mái dễ chịu lắm luôn ấy. Còn nếu bạn nào mà muốn ấm áp hơn vào mùa đông thì hãy thử qua mẫu thứ hai. Ngoài cái phần giày đính đá điệu đà ra thì nó còn may thêm một cái phần nữa như kiểu là mình đi tất luôn rồi ấy. Nhìn vậy chứ đi vào rất là dễ và thoải mái luôn. Nếu bạn là fan của đôi giày quốc dân này giống như tôi thì trời ơi, bây giờ em nó đã ra thêm phiên bản màu khác với tông màu be phối quả tiết xanh pastel cực kỳ xinh tuyệt vời luôn. Đây chính là nhân vật chính hôm nay, có được tặng kèm thêm đôi vớ luôn nha, có kèm thêm dây giày màu trắng để dễ thay đổi. Tông màu phối cute xỉu luôn mọi người. Yên tâm là giày rất là nhẹ nên là mang không bị nặng chân, mang đi học hay đi tập thể dục đều rất là ok nha. Đế giày thì cao khoảng 2 phân là đi khá êm chân. Yên tâm là chỗ tôi hay sắm giá rất là hạt dẻ và chất lượng. Nếu như mọi người cần giày đi chơi Tết hoặc là đi học thì cứ thử ngó qua chỗ mà tôi hay tậu giày nha. Lần đầu mình thử order giày và cái kết hơi bị tuyệt cả là vời luôn. Đây là hai mẫu giày mà mình đã thích từ rất lâu rồi. Sau khi tìm kiếm thì cuối cùng mình tìm được một nơi bán em này có giá hạt rẻ hơn rất nhiều so với các bên khác, mà chất lượng giày như mọi người thấy trên vít đấy, không có chỗ nào để chê cả. Đôi LV này đế khoảng 2 phân thế nên đi lên chân khá êm đấy. Có nhiều màu sắc khác cho mọi người lựa chọn, thế nhưng mình thấy màu xanh này trông độc lạ nhất, hơn nữa còn rất dễ phối đồ. Thứ hai là một đôi NB White Green, mê mẩn em nó từ năm ngoái đến năm nay mà cuối cùng cũng được cầm trên tay. Và bật mí cho mọi người biết là hai đôi giày ngày hôm nay mình mua không hề mất phí ship luôn. Cảm giác mua được đôi giày đẹp mà còn dịch vụ tốt, thế nên mình muốn lan tỏa sự tuyệt vời này đến mọi người. Nếu như các bạn đang muốn tìm giày sneaker thì chắc chắn phải thử qua đây đấy. Bye. Tao phải nói thật với cả mọi người là chưa bao giờ Ngân cóp một cái đôi giày nào mà giày còn quà hơn nhiều. Tức là quà còn nhiều hơn giày ấy mọi người ơi. Hoàng Ngân Sneaker xin chào. Tiếp tục lại là một đôi giày đến từ nhà Cat & Sofa. Mọi người thấy không? Nguyên cái hộp thôi đã trông rất là đặc biệt rồi, bởi vì đây là bản collab. Giá retail thì có tăng lên một chút và cũng có hơi khó cóp một xíu, nhưng mà yên tâm, nhà Ngân đã nhận là có hàng mọi người nha. Và trong một cái đôi giày như thế này thì hãng tặng kèm vô cùng nhiều. Bình thường một đôi giày thì là được tặng một đôi tất, nhưng mà đôi này thì được tặng hai nha. Tặng kèm dây giày, cả khẩu trang và có cả sticker nữa. Eo ơi, xịn xó kinh khủng ấy mọi người ơi. Mà có ngờ đâu được là đôi này chỉ có hơn 1 triệu một xíu thôi. Và quan trọng là cái form của cái đôi giày này nó rất là lạ đặc biệt, nhưng mà đi vào chân thì êm vô cùng luôn ấy mọi người ơi. Thật sự là tại sao nó có thể xinh như thế mà cái giá tiền nó lại vô cùng là yêu. Trời ơi, quá là bất ngờ luôn mà khi unboxing cái đôi giày này, tặng quá trời là quà luôn. Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực, ba chơi tăng lực, yêu em căng cực, yêu em cực, không cho em bực, không cho bực, yêu em liên tục, yêu liên tục, yêu em quanh năm, suốt tháng, yêu em vô cực. Anh yêu em cực, yêu cực. Anh yêu em cực, yêu lắm. Hôm qua thì mình mới sắm được một lố đồ đông luôn. Và đây là chiếc áo đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Lên đồ với em nó nhá. Áo này thì tất nhiên vẫn là form oversize mà mình thích rồi. Cái chất nỉ thì là chất cũng tương đối dày, mùa đông mặc được nhiều khoác luôn đấy. Và mấy chỗ túi với mũ cũng rộng rãi phết. Nói chung là duyệt nhá. Với một cái món đồ màu xám như thế này thì mọi người cứ bịt với tông trung tính là dễ nhất nhá. Như kiểu mình thì mình sẽ kết hợp với màu đen, màu trắng luôn, đơn giản mà vẫn bị đẹp ý. Đừng quên là thêm một tí phụ kiện kiểu túi mũ cùng tông nhá. Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Ta vẫn có nhau, rồi ta sẽ vẫn ngang dần cùng sắp về. Đi dưới 150 cành cho mấy bà nè. Form rộng rãi, mấy bà chippy mặc thoải mái luôn, mặc lên khá là đứng form. Ai thích nón rộng thì hợp lý luôn. Chất nỉ ra có chứ không phải nỉ cô tông. Trong các màu chủ đạo của phong cách Academia thì mình thích nhất là màu xanh. Phong cách này bắt nguồn từ đồng phục học sinh của các trường tư thục châu Âu năm 30-40, nổi bật là blazer và chân váy tennis. Mà đây là chiếc blazer xịn sò nhất trước giờ tôi có luôn. Có may phần quai để mình móc áo cho dễ nữa nè. Chất kaki sạc chéo ít nhăn, chân váy xếp ly đều, có lót bên trong, có thể phối thêm những món phụ kiện nhỏ. Ngoài ra thì mình có thể kết hợp nhiều item khác của phong cách này nữa nha.
Mấy bà biết là tôi đang trên Đà Lạt đúng không? Đợt này về ngay cái lúc lạnh quá nè. Ban ngày mà lạnh tới 16 độ luôn á, cho nên là một cái bạn áo măng tô không thể nào thiếu trong tủ đồ của mình rồi đúng không nè. Các bà trong Nam á thì chắc chắn là mấy cái dáng áo như thế này á thì chỉ khi đi du lịch thì mấy bà mới mặc đến thôi đúng không? Nhưng mà quê bạn nào ở chỗ lạnh nè, hoặc là những bạn nào ngoài Bắc á sắp đến mùa đông rồi á thì có thể tham khảo nhé. Với bạn áo măng tô này á thì bên trong ở phố đơn giản thôi, một chiếc áo thun cổ lọ và một chiếc quần tây cạp cao thôi ha. Em áo măng tô này á thì là Bảo review từ năm ngoái rồi đó, tới bây giờ là được một năm hơn rồi, mặc rất là bền ha. Bảo chỉ cao 1m54 thôi mà mặc em này vào thì không có hề bị nút dán hơn, mà trông có vẻ hắt dán cao hơn một tí nữa. Đây là lúc bảo diện em nói đi quán cà phê nè, xinh lắm. Vừa xinh vừa sang mà còn ấm nữa, các bạn có thể tham khảo nhé. Mùa này đang hạt dẻ lắm, tranh thủ hút sớm. Vòng tay nhưng tại sao lỡ duyên.